nói được. Đó. Thì càng ngày thì anh chị sẽ càng thấy những cái dãy trọ cấp 4 giá cho thuê từ 1 đến 2 triệu ở những cái khu trung tâm thì nó sẽ bị dần mất đi, và dần dần mình thấy ở Hà Nội này những cái dãy trọ cấp 4 giờ gần như là nó sắp kiểu tuyệt chủng nơi rồi. Đấy. Đó. Thì nhà cho thuê ở cái khu vực này nếu mà cái giá cho thuê nó hợp lý, phòng thiết kế hợp lý nữa thì mình nghĩ là nó gần như là không bao giờ trúng phòng. Cái tỷ lệ trúng phòng gần như là rất ít luôn á. Đó, như anh chị có nhà ở đây thì anh chị sẽ biết, vì cái người nghèo ấy thì chắc chắn là người thu nhập thấp. Nhưng mà người thu nhập thấp thì chưa chắc đã nghèo nha. Đấy. Đi làm để cho vui thôi chứ ông bà già nó lo hết rồi, đúng không? Thì cái doanh thu mỗi tháng ấy thì mình tính tận trừ tất tận cả chi phí, cả cái tỷ lệ trúng phòng đi và cả cái chi phí bảo trì đi, thì nó cũng phải rơi vào đâu đó nó khoảng tầm ít nhất là 100 triệu một tháng, trên 100 triệu đấy. Đó, 100 triệu đến 120 triệu. Và có những cái người ấy, người ta còn thu thêm cả những cái loại phí lặt vặt như là thang máy này, máy giặt này, rồi là vệ sinh này, rồi tiền điện này, tiền nước ăn chênh này. Đấy, thì mình nghĩ là cái tiền điện, tiền nước ăn chênh ấy thì có thể là mình sẽ phải lấy chênh hơn nhà nước một chút thôi, bởi vì người thuê ấy, thì người ta rất để ý đến những cái kiểu này, dạng như kiểu giá thuê điện cao quá thì người ta sẽ chọn nhà khác ngay. Xin chào, xin chào tất cả anh chị các bạn. Hôm nay Thuần sẽ nói về cái chủ đề nhà cho thuê ha. Thì có thể cái lĩnh vực này có thể là hơi kén người xem á, nhưng mà nếu mà anh chị nào mà đang sở hữu một cái căn nhà cho thuê hoặc là đang đầu tư cái lĩnh vực này thì sẽ thấy nó cực kỳ hay, tại vì nó mang lại cái dòng tiền rất là tốt mà nó ổn định. Thì hiện có rất nhiều người đi tìm mua những cái bất động sản mang lại cái dòng tiền dạng kiểu này, thì tại vì là tiền để ngân hàng ấy, thì bị mất giá, thì cái này chắc ai cũng biết rồi, thì cứ nhẵng đi một vài năm là thấy tiền nó bốc hơi đi rất là nhanh. Nên là những người mà kiểu là người ta có thể là những người về hưu ấy, thì người ta có những cái dòng tiền nhàn rỗi gửi ngân hàng không yên tâm, thì bây giờ đi tìm mua được những cái bất động sản mà thứ nhất là về cái vị trí nó tốt này, của kiểu là về tương lai có khả năng tăng giá, và cái yếu tố thứ hai đó là cái bất động sản này nó phải mang lại cái dòng tiền phải tốt nữa. Thì cái lý do chính là những cái tòa mà dạng bất động sản kiểu này mà đang giao bán nó ế thì là đa số mình thấy nó là do là nó mang lại hiệu suất kém, kiểu là thiết kế ít phòng quá ấy. Thì chẳng hạn như là bây giờ người ta bỏ ra 9-10 tỷ mua một cái tòa mà mỗi tháng mang lại được có khoảng 20-30 triệu là thấy không bằng ngân hàng, là người ta thấy không hấp dẫn rồi, đúng không? Và còn một cái lý do nữa là thiết kế nó quá dở hơi, có thể là dòng tiền nó tốt nhưng mà mình không giữ chân được khách hàng ấy. Thiết kế kiểu là phòng nó bí rồi ẩm thấp rồi không thông thoáng, kiểu là nó xấu. Đó. Thì nếu mà anh chị có đất rồi ấy, mà đang kiểu là mình thấy khai thác nó không hiệu quả thì cũng có thể là tham khảo các phương án mình đưa ra nhé, thì anh chị tự nghiên cứu và đưa ra quyết định của mình. Mình thấy nó rất là hay đấy. Và mình thấy là bây giờ có rất nhiều chủ đầu tư người ta đi tìm mua những cái mảnh đất, sau đó là người ta xây dựng và bán lại cho những cái người có nhu cầu. Nếu mà một người mà đã thi công một vài căn rồi, người ta có kinh nghiệm ấy, thì người ta làm nó hợp lý ấy, thì người thuê người ta đến người ta thích ngay. Đó, dòng tiền tốt, thiết kế đẹp, giá cả thì hợp lý nữa, thì mình đảm bảo là bán được. Tại vì cái nhu cầu mua những cái bất động sản này nó rất nhiều. Nói thế không có nghĩa là nó toàn màu hồng, mà ông nào mà cứ thần thánh hóa quá thì là toàn chém gió thôi, toàn lùa gà không. Nên là anh chị cũng cần tỉnh táo. Cứ ngửi thấy cái mùi mà kêu gọi đầu tư lãi cao này, không rủi ro này, đảm bảo thắng doanh thu, kiểu là cứ đếm cua trong lỗ, cứ 10 phòng mỗi phòng 4 triệu là được 40 triệu một tháng, cứ nhân lên ấy, thì mình nghĩ là toàn lừa đảo thôi. Mình nghĩ là nghề gì cũng thế, nếu mà mình làm nó phải có tâm thì mới có thể tồn tại lâu dài được. Thế thì trong cái video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ một chút nhận định từ cái góc nhìn của bản thân mình. Đó. Mình biết là sẽ có rất nhiều những cái ý kiến trái chiều, mỗi người đều có cái nhận định và có cái đánh giá riêng của bản thân. Đó. Thì chẳng ai nhận mình sai cả, khi nào mà mất tiền bị đau thì mình mới thấy mình là mình sai, đúng không? Cái chuyện mà lên mạng mà khuyên người ta đầu tư cái này cái kia thì nó cũng rất là nguy hiểm. Nhưng mà đúng thì không sao, nhưng mà khi mà nó đã không đúng rồi thì người ta lôi cả gia đình dòng họ lên trời đấy. Nên mình cũng rất là sợ, nên là anh chị thấy hợp lý thì tham khảo nhá. Thì mình gọi là chia sẻ những cái ý kiến riêng từ góc nhìn của bản thân thôi. Nên là cũng có thể đúng có thể sai, nên anh chị cứ chọn lọc. Nó có thể thấy hay thì thấy đúng thì có thể là mình vận dụng, đúng không? Cái phần đầu tiên là đánh giá thị trường đi. Thì cái nhu cầu mà thuê phòng ở riêng biệt ấy, đầy đủ tiện nghi mà giá rẻ thì cái nhu cầu rất là lớn.
và luôn thiếu và tăng mạnh trong tương lai. Vì mình thấy là cái lượng sinh viên và người nhập cư lên thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh theo thống kê sẽ mỗi năm sẽ tăng từ 160 đến gần 200.000 người mỗi năm, là còn chưa kể những cái người mà nhập cư lên thành phố mà không khai báo tạm trú tạm vắng. Đó, mà cái tỷ lệ mà đã nhập cư lên đây làm việc ấy thì nó quay về quê hương khá là ít, nên là thành phố thì càng ngày càng đông, bởi vì sinh viên mà học xong thì cũng đa số là sẽ kiếm việc ở trên thành phố. Và tới đây thì mình lại chia làm 3 nhóm khách hàng chính. Nhóm thứ nhất là cái nhóm người lao động có thu nhập thấp và sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Đó. Thì theo mình cái nhóm này sẽ chiếm khoảng tầm 20-25%, và cái giá cho thuê thì nó nằm trong khoảng từ vài trăm nghìn đến khoảng tầm hơn 2 triệu một chút quay đầu thôi. Tại vì cái người nghèo ấy thì chắc chắn là người thu nhập thấp, nhưng mà người thu nhập thấp thì chưa chắc đã nghèo nha. Đấy. Đi làm để cho vui thôi chứ ông bà già tao lo hết rồi, đúng không? Bố mẹ tao lo hết, nhà có điều kiện. Nhóm này thì tại thời điểm hiện tại do dịch bệnh thì ảnh hưởng rất là nặng. Đó. Nếu mà anh chị mà lướt TikTok hay Facebook thì cũng sẽ thấy là có rất nhiều người cực kỳ khổ đó. Đa số là những người nhập cư từ các tỉnh lên thành phố mưu sinh thôi. Đấy, mất việc những 2-3 tháng trời, không có tiền tích trữ, cũng không cầu cứu được người thân, bởi vì người thân cũng chắc gì cũng khá khẩm hơn mình đâu, đúng không? Thì cái chuyện mà chủ trọ có thể giảm bớt tiền nhà cho họ là một cách, mình thấy là một cách làm từ thiện rất là cực kỳ ý nghĩa đấy. Đó. Thì cái thời điểm này thực sự là rất nhiều người khó khăn. Thì chủ nhà cũng không có nghĩa vụ là phải giảm tiền thuê đấy, thì do cái tâm của họ thôi. Đó. Thì nhiều khi là chủ trọ có đang phải vay ngân hàng đóng lãi của sười được, đúng không? Nhưng mà cũng nên xem xét thì tính toán. Nên mình thấy là cái gì cho đi thì nó cũng sẽ không mất đi đâu. Đấy, thì theo quan điểm cá nhân của mình. Cái đối tượng, cái nhóm người thứ hai đó là người thu nhập trung bình, có kinh tế ổn, thì mình đánh giá nó chiếm khoảng tầm 60%. Thì giá cho thuê thì nó sẽ dao động từ 3 triệu đến 5 triệu trong khu trung tâm thành phố Hà Nội và trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái đối tượng này thì mình cũng không nói kỹ nữa ha. Thì có thể là nó sẽ bao gồm cả sinh viên hay là những cái người thất nghiệp nhưng mà kinh tế gia đình ổn, thì bố mẹ lúc nào thì cũng kiểu là lo con cái vất vả quá rồi thiếu ăn. Thì càng ngày thì anh chị sẽ càng thấy những cái dãy trọ cấp 4 giá cho thuê từ 1 đến 2 triệu ở những cái khu trung tâm thì nó sẽ bị dần mất đi, và dần dần mình thấy ở Hà Nội này những cái dãy trọ cấp 4 giờ gần như là nó sắp kiểu tuyệt chủng nơi rồi. Đấy. Thì nó sẽ thay bằng những cái căn nhà cho thuê 7-8 tầng đó. Bây giờ anh chị thấy là một cái phòng nhỏ xíu đồ nội thất cơ bản á, nó chỉ tầm khoảng hơn chục mét vuông thôi, đã cho thuê khoảng 3-4 triệu một tháng rồi đó. Đấy là giá bình thường ấy. Còn nhiều khu vực nó còn cho thuê cao hơn, như ở Hà Nội thì mình không nói đến cái phân khúc cao hơn nhá. Thì phân khúc chỉ là khu sinh viên, rồi là người lao động kiểu là có thể chịu được cái mức giá thuê nhà khoảng 3-5 triệu thôi. Đấy, thì như khu Cầu Giấy ấy, phòng 15m2, 15-18m2 đã cho thuê được khoảng tầm 4,5-5 triệu rồi đấy. Rất là cao. Ở trong Hồ Chí Minh mình thấy là cái giá cho thuê nó một số khu vực á thì mình thấy còn cao hơn cả Hà Nội cơ, thường nó còn dao động cao hơn khoảng từ 500-1 triệu một phòng cơ. Đấy, thì đấy, theo cái đánh giá của mình thôi. Thì nếu mà anh chị mà đang, những người mà đã làm lĩnh vực cho thuê này thì sẽ thấy mình nói khá là đúng đó. Còn hiện tại thì mình đang ở cái khu mà khu Bách Khoa, rồi là Kinh tế Quốc dân, nói chung là khu mà có nhiều trường đại học ấy, thì cái giá cho thuê nó cũng tùy từng phòng. Nếu mà phòng đủ đầy đủ nội thất cơ bản ấy thì cũng phải cho thuê được cái giá khoảng tầm 3,5-4 triệu đấy. Phòng có đầy đủ nội thất, nóng lạnh, điều hòa, rồi là tủ bàn ghế cơ bản thôi, nội thất cơ bản đó. Thì ở cái video sau chắc là mình sẽ nói rõ về các chi tiết về cách thiết kế, chi tiết cái tòa này nó như thế nào đó. Thì cái video này thì mình chỉ nói sơ bộ về cái đánh giá qua về cái việc mà đầu tư cái nhà cho thuê này thôi. Vì cái nội dung nó khá là nhiều. Cái đối tượng khách hàng thứ ba là khách hàng tầm trung bình khá ấy. Đó, còn cao kiểu giờ ương ấy, cao hơn kiểu là bình thường một chút, và khách hàng thuộc lại cao và cao cấp đấy. Thì hiện tại thì năm 2021 thì cái giá cho thuê khoảng tầm 6-8 triệu đến 10 triệu là nó đã có phần là kén khách hơn rất là nhiều rồi, thậm chí là còn bỏ trống rất là nhiều, tại vì là dịch bệnh này ảnh hưởng rất là nặng đó, kiểu là khách du lịch giảm bớt rất là nhiều, xong lại là người ta thất nghiệp
thì người ta phải xét chặt lại cái phần chi tiêu đó. Có thể là người ta sẽ phải thuê một cái phòng nhỏ hơn, giá rẻ hơn. Cái giá mà 6-7-8 triệu một tháng, 10 triệu một tháng là nó bằng cả một tháng cày sấp mặt của rất là nhiều người đấy. Đó thì ở cái phân khúc này, cái đối tượng khách hàng này thì mình đánh giá nó dao động, nó chiếm khoảng là 15%, 10-15%. Những người mà dám bỏ ra 7-10 triệu một tháng, thậm chí là 15 triệu một tháng để thuê nhà ấy, thì những người này có thu nhập khá là tốt hoặc là gia đình có điều kiện đó, thì khả năng cao là người ta cũng sẽ có nhà riêng ở thành phố Hà Nội rồi, có thể nhà mặt đất hoặc chung cư, thì bây giờ tầm tỷ hơn tỷ đã có cái chung cư rồi. Hoặc là còn nữa là có thể là khách du lịch ở ngắn ngày, nhưng mà dịch bệnh này thì khách du lịch chết hẳn rồi đó, khách Tây cũng chết rồi, khả năng là khi hết dịch bệnh thì nó sẽ phát triển lại, phát triển mạnh lại đấy, nhưng mà cũng chưa biết đến bao giờ. Thì tầm phân khúc này thì mình thấy cái vị trí nó rất là quan trọng. Chẳng hạn như là ở Hà Nội thì cái tầm phân khúc này chỉ cho thuê được ở những cái khu mà có địa gọi là vị trí vàng đó, như ở trên gần Hồ Tây thì cho thuê, cho Tây thuê đúng không? Đặng Thanh Mai, Thanh Miết thì đấy. Trong Hồ Chí Minh thì có thể là ở quận 1, quận 2 gì đấy, chỗ nào mà có nhiều Tây ấy, tập trung nhiều Tây rồi khách du lịch ấy, thì mình có thể cho thuê được cái giá cao. Đó thì mình hôm nay mình chỉ phân tích kỹ hơn về cái khách hàng, cái nhóm khách hàng thứ hai thôi, là khách hàng tầm gọi là tầm trung, kinh tế ổn định, giá cho thuê dao động từ 3-4,5-5 triệu là người ta lo được, và cái số lượng người mà thuê nhà cái tầm tiền này nó nhiều. Rồi ok, tiếp theo đến phần định hướng. Thì cái mục đầu tiên là mình phải chú ý, đó là phần hiệu suất nó phải tốt và ổn định đó. Ở đây tốt á, theo mình nó phải là chúng ta phải xác định đúng khách hàng mục tiêu đó, biết mình biết người thì trăm trận trăm thắng. Thì văn thơ tí ha, làm sao cho cái tỷ lệ trúng phòng ít nhất thì doanh thu hàng tháng nó ổn định, chứ không phải bập bõm tháng được tháng không thì khách đến ở vài bữa lại xách vali đi mất đó. Cái này không chỉ là ở giá thuê phải phù hợp, mà chúng ta phải cần có một chiến lược giữ chân khách hàng, lấy tiền khách hàng bền vững nữa. Thì tất nhiên thì cái phần thiết kế nó phải thực sự nó rất quan trọng. Thì ở đây thì mình sẽ hơi thiên về khu vực trung tâm thành phố Hà Nội và trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đó. Còn ở nhà trọ ở các khu công nghiệp hay là các tỉnh khác thì chắc chắn nó sẽ phải có phần khác, và mình phải có một cái video riêng, đánh giá riêng ha. Thì anh chị nhắm tới đối tượng khách hàng nào thì chắc hẳn anh chị là người rõ nhất ở khu vực của anh chị. Thì nếu đối tượng khách hàng là sinh viên, người thu nhập thấp thì tương ứng cái mức đầu tư như thế nào, thì phải đơn giản, đủ công năng và tiết kiệm đẹp nhất có thể, làm sao mà trong cùng một vị trí thì cái diện tích phòng của mình có thể là bằng hoặc là nhỏ hơn, nhưng mà mình vẫn phải cho thuê được cái giá cao nhất mà khách hàng nó vẫn đến với mình đó. Mình đầu tư tốt, đầu tư nhiều tiền mà cho thuê với giá thấp ấy, thì tính ra nếu mà gửi ngân hàng thì nó sẽ còn tốt hơn đúng không? Cũng tương tự như cái nhóm khách hàng đầu tiên ấy, là người có thu nhập thấp nhưng mà kiểu là thuộc dạng kiểu khó khăn ấy đó, thì cái mức đầu tư của mình nó còn phải đơn giản hơn nữa, hoặc là mình đầu tư nhà trọ, những cái dãy trọ cho những cái khu công nghiệp ấy, thì người lao động chân tay ấy, thì cái mức cho thuê nó chỉ dao động từ 1-2 triệu thôi ấy, thì mình phải đầu tư nó thật sự là nó phải tiết kiệm nữa đó, mình tại vì mình không thể cho thuê được giá cao được ha. Tất nhiên là cái khách hàng tầm trung và khách hàng cao ấy, thì mình lại có một cái phong cách thiết kế nó hoàn toàn khác đó. Chẳng ai mà bỏ 10-20 triệu ra lại ở chung một cái tòa với sinh viên rồi thấy nó bừa bộn rồi rác rồi các kiểu được, thì tất nhiên thì tiền nào của đấy đó. Và cái này thì vừa nãy mình nói là cái vị trí nó rất là quan trọng đấy, chẳng hạn như vị trí nó phải đẹp, hồ Tuyền, Hồ Tây, hồ Gươm, gần những cái khu du lịch đó. Cái thứ hai đó là xác định đúng mục tiêu tài chính của mình đó, dạng kiểu biết lượng sức mình ấy, tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình. Cái gì mà quá đà nhiều quá thì đều không tốt. Thì ở đây mình nói đến cái tầm tài chính, cái khả năng quản lý xử lý công việc của bản thân ấy. Thì cái chuyện mà bỏ tiền ra đầu tư nhà trọ hay là đầu tư bất cứ thứ gì cũng thế, thì theo mình ấy, thì cố quá thành quá cố đúng không? Lợi nhuận chưa thấy đâu mà đã phải bán hết tài sản để đi cày sấp mặt để trả nợ rồi đó.
Thì khi mà chúng ta phải chịu một cái áp lực quá lớn về mặt tài chính ấy, thì kiểu nó không thể xoay sở ở đâu được ấy, thì đành phải buông bỏ thôi đúng không? Cây trồng 3 năm thì đến cái ngày hái quả lại phải chặt đi thì nó rất là phí. Đó thì anh chị tính toán phải thật là kỹ xem là cái tầm tài chính, khả năng tài chính của mình như thế nào. Đó. Cái chuyện mà chúng ta sử dụng cái đòn bẩy nó lớn ấy, thì đồng nghĩa với cái việc là rủi ro nó lớn đó. Mà chúng ta không có mục tiêu rồi là chiến lược rõ ràng thì cái khả năng thất bại nó rất là cao. Ok, thì đi vào vấn đề chính này. Thì những người mà mình thấy nên đầu tư nhà cho thuê là cái tỷ lệ đầu tư gần như là thắng chắc trong lòng bàn tay ấy. Đó. Cái đối nhóm đầu tiên là ưu tiên những người đã có đất. Đó, có thể là đòn bẩy cái phần tiền xây thôi. Nhóm thứ hai là nhóm có tiền. Cái nhóm này thì khỏi nói ha. Người ta có tiền nhàn rỗi thì người ta tìm những cái nơi đầu tư an toàn và sinh lời tốt đúng không? Nhóm thứ ba là nhóm đầu tư, có thể là mình thấy là có những cái nhóm người, người ta chẳng hạn như đàm phán thuê lại đất trong 10 đến 20 năm, có thể đất của nhà nước hoặc là của dân, sau đó xây lên khai thác dòng tiền. Thì mình thấy rất nhiều người làm kiểu này rồi và cũng có vẻ là cũng thấy khá khả thi đấy. Nhưng mà mình thấy nó hợp hơn ở những cái khu công nghiệp đó, thì xây những cái nhà tạm dạng kiểu 1-2 tầng như kiểu bên Nhật á, người ta cho thuê thì cái vật tư ở đấy thì cũng vẫn có thể tái chế được đúng không, tái chế sử dụng được cho các nhà tiếp theo. Nhưng mà ở khu vực trung tâm ấy, chẳng hạn như trung tâm Hà Nội hay là trung tâm Hồ Chí Minh ấy, thì nó có vẻ là mình thấy nó rất mạo hiểm, tại vì cái giá đất, giá thuê nó rất là cao, mà mình đầu tư 1-2 tầng thì nó không hiệu quả đâu. Nó phải xây lên khoảng tầm 7-8 tầng ấy, thì cái số phòng nó nhiều thì cái dòng tiền nó mới đủ được. Đó. Theo mình là mình thấy là thế. Rồi cái nhóm người thứ tư đó là những người mà xây bán lướt. Những người xây bán lướt ấy, thì những người ta có kinh nghiệm rồi thì người ta có thể sử dụng đòn bẩy lớn, thậm chí là đến 60-70% của cả tòa, cả tiền đất lẫn tiền xây. Thì những anh chị này thì đầu nhiều sạn lắm, chắc là mình không nói sâu vào nữa. Thì mình sẽ tập trung vào một cái nhóm, đó là nhóm thứ nhất, đó là những người đã có đất rồi, chỉ vay một phần hoặc là vay toàn bộ cái tiền xây thôi. Đó. Thì mình thấy là nó rất hợp lý cho việc là xây và đầu tư cái dòng tiền. Đấy, hoặc là những anh chị nào mà kiểu là đang định bán đất nhưng mà bán nó không được giá ấy, có thể là đất do lỗi phong thủy hoặc là đất méo mình bán nó không được giá, thì cũng có thể là mình xây xong là mình lại bán, thì mình thấy là khá là tốt ấy. Mình có nhiều nhà cho thuê ấy, đất nó rất là xấu nhưng mà khi mà thiết kế hợp lý, dòng tiền tốt ấy, thì người ta vẫn sẵn sàng bỏ tiền ra mua với một cái giá nó gọi là khá cao á. Thì những anh chị nào mà có đất mà đang định đầu tư xây nhà trọ nhưng mà vẫn còn đang lơ mơ thì cũng có thể là liên hệ với mình, thì có thể nếu mà mình thấy hợp lý thì đôi bên cùng hợp tác đó, thì mình sẽ chịu trách nhiệm phần xây dựng rồi thiết kế, tìm khách hàng, bán xong thì lợi nhuận sẽ ăn chia như thế nào đó, thì cái này nó cần nói chuyện kỹ hơn. Thì bây giờ mình sẽ tính một cái bài toán cụ thể như thế này đi, chẳng hạn như lấy ví dụ này, chẳng hạn như bây giờ mình đầu tư một cái căn gần những cái trường đại học xây dựng Bách Khoa nhỉ, Kinh tế Bách Khoa đấy, gần khu trung tâm này. Thì đất ở ngõ ngách quanh đây thì mình đánh giá nếu mà một hồ đất gọi là chấp nhận được, đầu tư được thì nó dao động khoảng tầm 50-60 triệu một mét. Đó. Thì mình cứ cho là mua một cái mảnh đất nó khoảng tầm 100 mét vuông đi. Tính ra nó khoảng đất tiền đất nó khoảng tầm 5 tỷ rưỡi. Đó. Thì nhà cho thuê ở cái khu vực này nếu mà cái giá cho thuê nó hợp lý, phòng thiết kế hợp lý nữa thì mình nghĩ là nó gần như là không bao giờ trúng phòng. Cái tỷ lệ trúng phòng gần như là rất ít luôn á. Đó, như anh chị có nhà ở đây thì anh chị sẽ biết. Xây một căn 7 tầng, mình tính tổng chi phí đầu tư xây dựng nó rơi vào khoảng tầm khoảng 4 tỷ, hơi 4 tỷ một chút. Đó, tất tận cả giấy phép rồi thang máy, nội thất. Đó, thì tổng chi phí bỏ ra nó rơi vào khoảng tầm 9 tỷ rưỡi, cả đất lẫn xây. Đấy. Thì mình tính qua lại về cái phương án thiết kế như sau. Chẳng hạn như tầng 1 là phần để xe cộng 1 phòng, là từ tầng 2 đến tầng 7 mỗi tầng là mình sẽ thiết kế 5 phòng đó. Tổng là còn phải có 31 phòng đấy. Nhưng mà nó còn phải tùy vào cái khổ đất của mình đấy nhá, chứ không phải là cái mảnh đất nào 100m cũng thiết kế được 5 phòng 1 tầng hay là 6 phòng 1 tầng đâu.
Đấy, nó còn tùy vào cái khổ đất của mình nữa. Đó. Thì mỗi phòng thì ở đây giá cho thuê trung bình nó phải rơi vào khoảng tầm 3 triệu 8 đến 4 triệu, thậm chí là 4 triệu rưỡi một phòng. Nếu mà đầy đủ nội thất cơ bản đó, là bao gồm này điều hòa nóng lạnh, rồi là tủ quần áo, thậm chí là giường, rồi là bàn học, bàn ăn, ví dụ thế. Thì cái doanh thu mỗi tháng ấy thì mình tính tất tận, trừ tất tận cả chi phí, cả cái tỷ lệ chống phòng đi và cả cái chi phí bảo trì đi, thì nó cũng phải rơi vào đâu đó nó khoảng tầm ít nhất là 100 triệu một tháng, trên 100 triệu đấy. Đó, 100 triệu đến 120 triệu. Và có những cái người ấy, người ta còn thu thêm cả những cái loại phí lặt vặt như là thang máy này, máy giặt này, rồi là vệ sinh này, rồi tiền điện này, tiền nước ăn chênh này. Đấy, thì mình nghĩ là cái tiền điện, tiền nước ăn chênh ấy thì có thể là mình sẽ phải lấy chênh hơn nhà nước một chút thôi, bởi vì người thuê ấy, thì người ta rất để ý đến những cái kiểu này, dạng như kiểu giá thuê điện cao quá thì người ta sẽ chọn nhà khác ngay. Đó. Và mình thấy là cái câu thần chú cho chủ trọ ấy, mà xây dạng kiểu tòa cho thuê như thế này này, thật là chia nhỏ và chia nhỏ. Nhưng mà tất nhiên là phải là trong phòng phải thật là thông thoáng và đầy đủ công năng cho người ta nhé. Là người đầu tư ấy, thì mình quan tâm đến cái tính hiệu quả của nó, là cái dòng tiền của nó, đúng không? Vì một cái phòng có diện tích lớn hơn ấy, thì cũng không cho thuê được cái giá mà nó cao hơn hẳn. Chẳng hạn như là bình thường một cái phòng ví dụ 15m² mà cho thuê được cái giá là khoảng tầm 4 triệu đi, thì mình thiết kế đến 18-20m chưa chắc đã cho thuê được cái 5 triệu đâu, cùng lắm cho thuê được 4 triệu rưỡi. Đấy, thì nó cũng phải tùy đến khu vực mà. Vì thế là trên cùng một tầng ấy, cùng mất một cái thang máy này, cùng mất thang bộ, thì mình chia được càng nhiều phòng càng tốt. Đó. Và cái chuyện mà phòng thông thoáng hợp lý ấy, thì tiện nghi ấy, thì cái này phải thiết kế nó thật là hợp lý. Đó. Cái này thì cũng hơi khó ấy. Thì ở những cái video sau thì mình sẽ nói rõ, nói chi tiết, nói kỹ hơn về từng cái thiết kế ở trong một cái tòa nhà cho thuê nó như thế nào. Từ việc là đặt đồng hồ điện, đồng hồ nước, hay là thiết kế thang bộ, thang máy. Có thang máy rồi thì thang bộ của mình sử dụng rất là ít, thì cái thang bộ của mình tất nhiên là mình phải thiết kế nó nhỏ đi, không thể nào thiết kế theo tiêu chuẩn được, đúng không? Mình là người học kiến trúc, đào tạo trong trường người ta đào tạo quy chuẩn thiết kế quy chuẩn này kia, nhưng mà khi mà áp dụng với cái nhà cho thuê này thì những cái phần diện tích phụ, những cái không gian phụ thì mình phải cắt giảm tối đa để đẩy cái không gian vào cho trong cái phòng. Tự nhiên diện tích nó đã phải tiết kiệm rồi, ông lại làm cái thang bộ nó to đùng chiếm hết cả chỗ rồi, hết cả cái hành lang thì nó rất là phí. Thì một cái tòa nhà cho thuê mà xây lên cái hiệu suất nó không tốt thì mình thấy nó rất là phí. Đấy, bán cũng chẳng bán được mà để đó thì mình thấy nó phí. Ok, quay lại cái cách tính hiệu suất ha. Thì mình tính trung bình cái doanh thu thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 100 triệu một tháng. Đấy, thì cái doanh thu này nó khá là đều đấy, kể cả cái thời điểm dịch bệnh như hiện tại. Nhưng mà cái phân khúc mà tầm trung bình khá hoặc là cao hơn ấy, thì nó lại ảnh hưởng rất là nặng. Vì vừa cái nguyên nhân thì mình cũng nói qua rồi, đúng không? Nếu mà đất có sẵn á, thì xây hết khoảng 4 tỷ thì cứ cho vay ngân hàng khoảng vay cả 100% đi, là vay hết 4 tỷ luôn đi. Xây thì cái thời gian xây nó mất khoảng tầm 5 đến 6 tháng. Hiệu suất 100 triệu một tháng thì nó rơi vào khoảng tầm 30% một năm. Đó, so với tiền vay thì lãi suất ngân hàng mình tính nó khoảng tầm 10% đi, nếu mà vay thế chấp, dùng cái đất đấy để thế chấp luôn á, thì mình vẫn còn thu lại khoảng tầm 20% một năm. Đó, 20% một năm mà trừ đi cái thời gian tiền lãi trong 5-6 tháng xây á, thì mình cũng chỉ cần khoảng 5-6 năm là mình đã hoàn lại được vốn rồi. Đó, đã trả nợ hết được ngân hàng rồi. Còn cái thời gian từ 5-6 năm sau trở đi là tiền mình thu về đều đặn hàng tháng, cộng thêm với cái giá trị tiền đất nó tăng lên theo thời gian nữa, không phải là tăng mà tiền nó bị mất giá đi, thì dĩ nhiên là đất của mình nó phải tăng giá lên rồi, đúng không? Và cái tuổi thọ của cái nhà cho thuê này thì mình cũng chưa nói trước được, có thể là vài chục năm, thậm chí hàng trăm năm nữa, đến đời con cháu chắt chít
nó tùy vào cái khả năng mình, cái mức đầu tư của mình có bảo trì sửa chữa hay không. Nếu mình mà bảo trì sửa chữa định kỳ cứ mấy năm một á thì nó rất là lâu. Thì vì mình thấy là có những cái tòa chung cư hay là những cái nhà tập thể tuổi thọ đến hàng 100-200 năm thì vẫn dùng bình thường, nhưng mà tuổi thọ bình thường theo quy định thì của chung cư nó khoảng tầm 50 năm thôi. Nhưng mà mình thấy ở Việt Nam thì nó cũng chỉ dựa trên lý thuyết thôi, vẫn hoạt động như bình thường, đúng không? Tất nhiên là trong cái quá trình mình vận hành ấy, thì nó còn những cái phát sinh, thì cái đấy thì không thể nào tránh được và mình cũng không thể nào biết trước được. Nên là cái chuyện đầu tư này thì mình như những cái đối tượng mình vừa nói ấy, thì cái khả năng đầu tư xây nhà trọ này thì tỷ lệ thất bại nó rất thấp luôn ạ, gần như là thắng. Thì bây giờ ví dụ mình có sở hữu một cái mảnh đất khoảng một vài trăm mét vuông ở Hà Nội hay là Hồ Chí Minh thì chắc khỏi bàn, đúng không? Những người mà sinh ra thì đã ở vạch đích rồi, dạng kiểu thế. Còn nếu mà còn một đối tượng nữa là mình vay cả tiền đất lẫn tiền xây, đúng không? Cứ cho cái lãi suất nó khoảng tầm 10% một năm thì nó quá sát so với cái lợi nhuận của mình. Đúng không? Lợi nhuận của mình thì nó chỉ khoảng 12 đến 15%. Nhưng mà bất ngờ chẳng hạn như dịch bệnh ảnh hưởng hay là một cái yếu tố ngoại vi nào đấy thì mình không nào biết trước được, thì cái rủi ro nó cao, khá là cao. Nên vay 100% là có vẻ là hơi nguy hiểm. Ok, thì ở cái video này thì mình sẽ sơ bộ về cái nhà cho thuê nó như thế. Thì ở những cái video tiếp theo thì mình sẽ nói kỹ hơn về từng bước thiết kế các không gian nó như thế nào, có thể là anh chị tham khảo. Thì xin chào, cảm ơn tất cả anh chị các bạn đã xem video này. Thì nếu anh chị nào mà có nhu cầu thiết kế, tư vấn thiết kế về dạng kiểu nhà cho thuê thì có thể liên hệ với mình qua Zalo, số điện thoại, hoặc là truy cập vào trang web của mình để lại thông tin ở trong cái form mình có để ở cuối cái trang web ấy. Thì anh chị gửi các thông tin nhu cầu vào đó thì mình sẽ liên hệ lại và tư vấn cho anh chị ha.